Thân vị xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thưa quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Thưa quý vị, hôm nay vào tối ngày thứ năm với tập 814, Thân Việt muốn gửi đến quý vị câu chuyện liên quan đến thầy quan nhà ta, người vừa bị giáo hội trung ương à, cấm không cho thuyết pháp trong 2 năm. Thưa quý vị, đây là một cái việc mà người ta gọi rằng, Đối với một vị thầy, thưa quý vị thì đây là một cái à, hình phạt à, rất là nặng vì à, thầy thì phải làm Phật sự. Nhưng quý vị à, mà bị à, cấm phạt 2 à, năm không được làm Phật sự à, thuyết giảng thì đây là một cái điều mà nó à, rất là nặng nề. À, tuy nhiên, đối với thầy Quang thì thành việc không dám bảo đảm với quý vị là thầy Quang có cảm thấy à, đây là một cái sức ép nó nặng nề hay không? Vì nếu không được nha quý vị nếu không được à, thuyết pháp như là cái à, à, hình phạt của giáo hội trung ương dành cho thầy thì thầy quan nhà ta à, phải gọi là báo cáo với quý vị đóng ngoặc bỏ ngoặc thầy sẽ làm kinh tế bằng cách khác à, phương pháp thầy làm kinh tế đó quý vị đó là bán cả kèm dưỡng da à, vậy thì ngày hôm nay trong tập 814 trăm mười bốn việt à, muốn giới thiệu đến quý vị cách làm kinh tế của thầy quan À, và à, cái kem dưỡng da của thầy là gì Xin mời à, quý vị cùng lắng nghe à, Đầu tiên, thầy việc muốn à, giới thiệu với quý vị à, cái, 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 cái phương thức mà thầy Quang làm kinh tế Dĩ nhiên là thầy Quang sẽ không đứng ở đầu đường xó chợ Để à, quảng cáo Như quý vị, giống như là à, sơn đồng mãi võ vậy Để à, bán kem dưỡng da thầy có một công ty hẳn hỏi mà thưa quý vị đối với một vị à, thầy một vị tỳ kheo một người đi à, tu đối với vị mà còn dính đến chuyện tiền bạc á, thì cái điều này nó nó thực sự là nó rước thêm cái phiền muộn vào đây là một cái điều tại sao mà sư minh tuệ không có nhận tiền cúng dường là vậy vì nhận tiền cúng dường nó cũng không mang tội gì nhưng rồi đối với vị nó sinh ra những cái thử tham sân si và rồi những cái sự lo sợ là mình nhận được tiền rồi mình phải sử dụng làm sao, mình phải canh chừng để cho người ta khỏi móc túi mình chẳng hạn như vậy. Đúng không quý vị? Thì đối với sư Minh Tuệ, điều đó nó rất là phiền phức, thật sự là phiền. À, à sư Minh Tuệ có thể là nhận tiền không có vấn đề gì, nhưng những cái hệ lụy sau này của việc nhận tiền, đó quý vị giữ cái tiền nó như thế nào, tiêu dùng như thế nào, làm cho sư Minh Tuệ đi ngược lại với cái đường hướng của Đức Phật và giảng dạy. Nhưng đối với thầy Quang nhà ta đó quý vị thì thầy mở một cái công ty gọi là trách nhiệm hiểu hạn. Vì vậy đó, thân việc rất là khó chịu khi một vị trụ trì hay là một vị thầy mà lại đi làm hay là đi mở một cái công ty trách nhiệm hiểu hạn. À, thân việc gọi tạm là chân di công ty trách nhiệm hiểu hạn chùa. À, công ty này của thầy Quang đó quý vị có thể là in ấn nè, xuất bản nè hoặc à, sau đó là tự phát hành những cái sản phẩm mà công ty này mà thầy quan làm chủ đó quý vị à, à, gồm bao gồm rất là nhiều loại phần lớn tức là kinh sách và giảng dạy được dịch thuật hoặc là được viết bởi thầy quan à, cái thực sự mà thầy quan cần đối quý vị nó là chỉ cần một cái giấy phép à, cho phép xuất bản của một nhà à, à, à đại diện nào đó Nhưng quý vị à, một một nhà đại diện nào đó là được rồi à, rồi sau đó những cái công việc mà in ấn phát hành thì thầy quang có thể làm được thông qua cái công ty trách nhiệm hữu hạn chùa của thầy à, thầy đưa một cái ví dụ cho quý vị thấy đó thì để sản xuất được một cái cuốn CD à, vào thời điểm năm 2020-2019 đó quý vị thì thầy Quang có đưa ra một cái cuốn CD có cái tựa đề khá là hấp dẫn cd lợi ích của người biết tin nhân quả thì thầy quang, quý vị biết rồi, thầy quang là nổi tiếng về cái vấn đề là nhân quả nhưng quý vị nhân quả thì thầy mới nhờ cái bà tổng biên tập sản xuất của nhà xuất bản tổng hợp ký một cái biên bản một cái quyết định là cho phép sản xuất À, những cái uh, sản phẩm có cái tên là uh, CD lợi ích cho người biết tin nhân quả. À mà cái um, cái CD này đó quý vị, đó là cái lối viết và lối hành văn của uh, thầy Quang. À rồi sau đó đó được sự chấp thuận của tổng biên tập nhà xuất bản tổng hợp thì thầy Quang sẽ lấy về và có thể là tự in ấn, tự xuất bản và tự phát hành quảng cáo luôn. Đó. À cái xuất bản một sản phẩm đã được tổng biên tập có tên là Trần Anh à, và cái đối tác mà liên quan đến việc sản xuất đó quý vị không ai khác hơn đó là công ty trách nhiệm hữu hạn của thầy Quang à, đây là một cái phiên bản làm một ngàn cái cuốn CD nha quý vị một ngàn cái cuốn CD đó là cái phương pháp của thầy Quang Bây giờ trở lại cái công ty mà trách nhiệm hữu hạn mà thầy Quang làm giám đốc đó quý vị. Thì cái công ty này có cái tên là Pháp Quang được thành lập vào tháng 7 năm 2004. Như vậy là cách đây 20 năm. À, thầy đã làm cách đây 20 năm rồi. Đặt trụ sở tại đường Hoàng Diệu, quận Phú Nhuận. Và trong cái tờ giấy đăng ký kinh doanh đó quý vị thì nghề chính của họ là nhân bản và sao chép băng dĩa. Tuy nhiên sản phẩm mà cái công ty này còn giao bán đó quý vị bao gồm cả thuốc giảm cân này, làm đẹp này, đồ cúng tượng và kinh sách <laughs> thưa quý vị đây là một cái cái điều về sau khi tên việc đọc sống này cũng phải buồn cười tại sao quý vị có nghĩa là cái công ty của thầy quang đó quý vị là lo cho cả người sống và người đã ra đi à, người sống thì có kinh sách nè rồi à, có giảm cân làm đẹp dưỡng da, à, thầy rất là lo cho người sống, người chết thầy cũng lo đàng hoàng. Thầy sẽ à, rao bán những cái sản phẩm liên quan đến đồ đồ cúng rồi tượng rồi những cái đồ hành lễ. Nhân quý vị nhé. À, vậy là thầy thầy rất là đảm đang lo cho ba tánh từ sống đến ra đi, à, rất là đầy đủ. Tháng, tháng 9 năm 2016. À, công ty trách nhiệm hữu hạn à, văn hóa Pháp Quan này thì à, có 3 thành viên. À, người đứng đầu không ai khác hơn đó là thầy. À, thầy à, góp vào 2,4 tỷ. Và với cái sự 2,4 tỷ góp vào đầu vốn này đó quý vị thì thầy à, là người đứng đầu giữ được 80% cái vốn điều lệ. Người thứ hai là ông Phan Phước và người thứ ba là ông Lê Tân. Cả ông Phước và ông Tân đó thì mỗi người sở hữu 10% cái vốn điều lệ tức là khoảng 300 triệu. Như vậy đây là một cái công ty con của thầy Quang nhà ta nha quý vị nhá. Công ty con này và quý vị có có nhạc nhiên khi vào năm 2016 2016 mà thầy Quang đã có sẵn trong tay 2 tỷ tư. Như vậy chắc chắn là thầy chỉ chỉ có mỗi 200 chỉ có mỗi 2 tỷ tư đâu đó quý vị ạ à. thầy phải có nhiều à, thầy mới rút ra để thành lập cái uh, um, cái công ty trách nhiệm hữu hạn này nha quý vị chứ còn mà uh, thầy chỉ có vừa đủ 2 tỷ tư thì thân việc nghĩ là thầy không sẽ dùng hết đâu à, để mới hiểu rõ đó quý vị cái 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 giá trị của 2 tỷ tư đồng tiền Việt Nam vào năm 2016 đó quý vị thì thân việc đưa cho quý vị một cái ví dụ mà quý vị có có thể là mường tượng ra à 2 tỷ um, à, 2 tỷ rưỡi thì nó như thế nào. Thưa quý vị, vào năm 2016 à khi mà cái xe Hyundai Genius Sedan đó quý vị nó về Việt Nam mình đó, giá trị của nó cũng là 2 tỷ rưỡi. nha quý vị, rồi quý vị có thể mua một chiếc BMW à, X6. À nhân quý vị cái xe này đó cũng là 2,5 tỷ. Đó. Yeah. vậy là nó, nó, cho thấy một cái điều gì quý vị? À, ngay cách cả chiếc xe Mercedes-Benz đó quý vị, nó uh, uh, S500L uh, đó, năm 2016 thì cái xe này cũng đã giá trị là 2 tỷ rưỡi. Như vậy nói tóm lại, Thầy Quang thật sự là giàu. Nha yeah, quý vị, Thầy Quang rất là giàu. Giàu từ năm 2010 mấy rồi, kính thưa quý vị. Và Thầy rất biết làm kinh tế thầy rất biết là làm kinh tế thầy mở một cái công ty mà thầy là đứng đầu từ vì cái vốn góp vào là khá nhiều chiếm 80 và dĩ nhiên đối với một vị tỳ kheo khi mà họ xuất gia đó quý vị họ phải buông bỏ hết tất cả à, giống như là sư minh tuệ vậy bỏ hết tất cả lại phía sau đoạn tuyệt nha quý vị đoạn tuyệt cái đó để tự mình đi trên cái bàn chân của mình nha quý vị thì cái điều đó như vậy đó thì thanh việt xin hỏi này nè khi mình xuất gia mình đoạn tuyệt hết tất cả mọi thứ bao gồm cả tiền nữa thì thầy quan lấy đâu được 2,5 2,4 tỷ và quý vị chắc chắn là tiền của cúng dường À, vậy là tiền cúng dường của của thầy mà nhận được từ phật tử nó khá nhiều rồi quý vị nhé nó khá nhiều sau khi thành lập cái công ty với 2,4 tỷ à, vốn điều lệ đó thầy quan còn đầu tư vào rất là nhiều nơi nữa chứ không phải là không à, nó cho thấy rằng tiền của ba tánh, tiền của phật tử à, cúng dường cho thầy quan là khá là nhiều những quý vị khá là nhiều à, đối với thân việc thân việc đi ở một cái hướng đi đó quý vị à, quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng ồ vào lại là à, à, gô cổ ông đi à, rồi à, à, tịch thu tài sản của ông đi thế này thế nọ à, đối với thân Việt thì cái cái phương pháp đó đối với vị nó rất là thiện cận cái điều mình cần làm đối với vị là cho người phật tử ở cái địa phương đó họ hiểu được rằng hay là bất cứ một cái nơi nào mà muốn có cái nhã ý về cúng dường cho thầy quan thì phải nói rằng thầy quan đôi lúc là không cần đâu thầy có quá nhiều nha quý vị quá nhiều nguồn tài sản à, từ năm 2016 đến năm 2022 thì ba cái thành viên à, hai cái thành viên đó quý vị tức là ông ông Phước và ông Tân đó có sự thay đổi à thay đổi rất là nhiều nhưng cái điểm quan trọng cho dù có thêm thành viên mới vào cho dù như thế nào thì thầy Quang vẫn là người chiếm 80% nhân với vị cái cổ đông. À, vì vậy <laughs> vì vậy đó quý vị, thầy Quang là một nhà kinh doanh à, khá là giỏi đó quý vị à. à không biết rằng thầy dành cái thời gian um, như thế nào cho từng cái um, hoạt động à, nào là hoạt động tôn giáo là một vị thầy cần phải nghiên cứu cần phải giảng dạy như thế này thế nọ nhưng thầy quan cho nó qua một bên nhưng quý vị và thầy tập trung vào kinh tế đó thì cũng rất là thành công cái điều này nó cho thấy là gì quý vị nó cho thấy đó thầy rất là tài ba nha đống ngọc mở ngoặc nha quý vị rất là tài ba à, bây giờ mình trở lại với cái sự tài ba đó thầy thầy quan đã buôn bán gì như quý vị thầy quang đã buôn bán gì thông qua cái công ty đó thì thật sự ra đó quý vị à, thông qua cái công ty trách nhiệm hữu hạn mà thầy quang mở đó nha quý vị thầy quang đứng đầu đã chiếm 80% phần trăm đó thì thầy quang có những cái website để à, để mở bán hàng nha quý vị à, đầu tiên là quý vị thấy nè à, cái sản phẩm đầu tiên là về các cái cách à, về các cái sách kinh à, cái sách kinh này đối với vị thì đại đa số đây là cái cửa sau để cho thầy Quang phát hành những cái cuốn kinh của mình. những quý vị, những cái cuốn kinh của mình. Ừ. Thì à, để thân việc à, đưa cho quý vị một cái à, ví dụ nha quý vị. À, đây, đây, một cái ví dụ đây. À, ví dụ như là cái cuốn à, tứ diệu đệ. À, thầy Quang à, um, dịch, dịch à, rồi thầy Quang bán cái giá là 140.000 rồi thầy Quang viết thêm một cuốn sách ở nhân quả là chìa khóa của những điều bí ẩn. À, thầy Quang bán 85.000 một cuốn. Rồi nghiệp và kết quả. À, à, cái chuyện mà duyên rồi nghiệp rồi nhân quả đó quý vị, đó là cái chủ đề mà thầy Quang rất là khoái. À, cái cuốn sách này nè, thầy Quang tái xuất bản đã 9 lần, bán với 120 000 đồng. À, chiếc lý về tiền bạc 55 000 à, và luật về nhân quả 95 000 à không biết là cái triết lý về tiền bạc của thầy Quang như thế nào nhưng mà cái việc làm kinh tế của thầy thì thôi ôi ôi thôi nhưng quý vị à đây 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 là những quý vị đại đa số phải gọi rằng đại đa số là những cái cuốn mà thầy Quang dịch chờ, chính đây thầy Quang dịch phần lớn đều là thầy Quang dịch hoặc là thầy Quang tự viết hay như thế nào đó chẳng hạn nếu quý vị à, những điều thú vị từ chuyện à, Chuyện tích à, Pháp Cú, 100.000. À, à, rồi à, Tứ Diệu Đế Bản Truyền Ngôn của Phật, à, cứ thế, 140.000. À. À, thưa quý vị nữa là, thầy Quang không những mà tự à, bán sách của mình, thầy Quang còn à, à, không biết là ai vẽ. thì Thanh Việt cũng không hiểu rõ lắm về những cái tranh rồi những cái tự. Nha quý vị có thể là thầy gian thầy Quang là là làm mở cái này là không để làm 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 môi giới để phát hành những cái tượng uh, cho các cái người uh, nghệ nhân hợp quý vị, à cái tượng uh, quý vị thì giá thì là bao la từ một từ vài trăm nghìn tới tới vài triệu đồng tượng uh, Phật thích ca một uh, là có giá trị là từ một triệu bảy cho đến năm triệu hai à nhiều dụng cụ thờ cúng À, có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, à, nhưng quý vị à, đầy đủ hết hai triệu sáu nè, một triệu bảy nè, rồi những cái bức tranh là 700 trăm ngàn, đầy đủ đấy nha quý vị. thì à, thưa quý vị là cái điểm mà đối với thân việt nó 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 thú vị nhất ở chỗ này đó quý vị. đối với một người à một người xuất gia, một người xuất gia, ở à, đây không phải là một à, người xuất gia không phải chỉ đơn giản là một người Ừ, đi uh, truyền đạo hiểu được về lý thuyết một cái tôn giáo nào đó uh, nhất là đạo phật hiểu về uh, đạo phật rồi mình đi truyền đạo thì nó là một cái câu chuyện khác nhưng đối với một vị tỳ kheo có nghĩa là mình phải uh, hiểu và mình thực hành đó đó là cái điều nó khác biệt nó khác biệt một người truyền giáo với một vị tỳ kheo truyền giáo là chỉ có đi truyền nhưng mà không cần thực hành còn đối với một vị tỳ kheo thì phải thực hành à nhưng mà thưa quý vị một trong những cái giới nhưng quý vị mà đối với Phật tử tại gia đã có cái giới cấm rồi và chắc chắn cái giới cấm này được mở rộng ra trong hai trăm năm chục giới luật dành cho các vị tỳ kheo đó là cái giới gọi là giới uh, 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 không được dâm dục à rồi nhất là Giới vị tỳ kheo thì không có cái chuyện trai gái không thế này thế nọ tuy nhiên đó quý vị chúng ta nhìn vào những sản phẩm của thầy Quang thì chúng ta thấy có những cái điều nó, nó 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 ngược lại và một trong những cái điều mà có thể là thầy Quang rất là nổi tiếng vào thời dịch Covid đó là cái chuyện mà nuôi những uh, con uh, địa lòng, những quý vị à con uh, con uh, con dung con trùng đất đó quý vị những quý vị thì uh, một trong những cái giới mà Phật tử tại gia cũng đã không làm được đó, đó là à, sát sanh, à, sát hại chúng sanh. À, vị tỳ kheo thì chắc chắn là không những không được xuất hại, à, không được sát sanh, à, nhưng quý vị à, còn có những cái giới luật còn khó và nghiêm minh hơn, mở rộng hơn. À, thế mà chúng ta nhìn vào cái sản phẩm của của công ty thầy Quang đó quý vị mà thầy Quang làm à, tổng trị huy tổng giám đốc cho cái vị CEO của cái công ty đó mà thầy Quang luôn luôn chiếm à, độc tôn là 80% cái quyền sở hữu. Thì cái công ty của thầy đó quý vị bán những cái sản phẩm mà chúng ta đọc lên là chúng ta chỉ biết có lắc đầu và không ngờ luôn đây là một công ty thuộc về một vị tỳ kheo à, xuất gia à, đã quy y à nhà quý vị à, với Phật Nà, Thì đây thưa quý vị à chẳng hạn như là trà giảm cân, trà là làm làm cho cái làn da nó mát mẻ, khổ thiệt các vị. Rồi bột dinh dưỡng, à, trà thảo mộc, à. rồi hoa sâm đất, rồi bột dinh dưỡng, à. rồi viên hòa địa long, à, whole work, à. rồi trà làm đẹp giảm cân, à, làm đẹp da, à, kiều mạch vàng, à. trà thảo mộc làm đẹp da, lá khế. Kính thưa quý vị. Um, cho dù là đây là những cái sản phẩm mà thầy Quang và những đệ tử của mình không trực tiếp sản xuất thì uh, đối với vị tỳ kheo đó quý vị thì thầy cũng đừng nên chạm vào những cái uh, những cái này. Đúng không quý vị? Uh, đó là một vị tỳ kheo mà mình còn uh, trực tiếp hay gián tiếp sát sanh nữa đó quý vị. Đó là ví dụ như những con uh, địa long đó thì cái điều đó là nó nó, nó phạm giới thấy rất là rõ nhưng quý vị cho dù là mình không sản xuất mà mình chỉ là nhà đại lý phát hành đó quý vị thì mình đã gián tiếp tiếp tay cho những kẻ đi giết những cái con vật này chúng ta thấy nó thật sự là nó phải gọi là cái gì quý vị phản cảm và rất là khó chịu khi biết chính xác cái thầy quan nhà ta đã mở cửa công ty để bán những vật dụng gì có một cái điều đó mà thanh việt muốn chia sẻ đó quý vị có nghĩa là à, người phật tử tại gia mà gọi là tôn thờ và ủng hộ thầy cho đến dây thở cuối cùng đó quý vị cái hơi thở cuối cùng đó không ai khác hơn là cô diễn viên người mẫu quá thời quá đát rồi thì cô này đó quý vị có đại diện cho rất là nhiều những cái công ty mỹ phẩm làm đẹp của Hàn Quốc rồi thì làm sao nhưng quý vị mà có thể À, không lẽ à, hai thầy trò lại à, à, đấu kiếm với nhau ở trên à, mặt à, thị trường hả quý vị đây nè chắc à, chắn là cô à, cái cô người mẫu và à, và à, diễn viên đó quý vị cô cũng có đi bán à, những cái à, à, sản phẩm à, à, giảm cân làm đẹp làn da thì thầy cũng bán sản phẩm tương tự à làm từ bột dinh dưỡng thảo mộc à, à đủ thứ đó nha quý vị à thì à, quý, quý vị thấy làm sao quý vị à không lẽ là hai thầy trò này chọi nhau trên cái địa bàn làm về kinh tế hả nhưng mà thôi chọi nhau hay là không chọi nhau hay là họ cùng đồng sức hiệp lực để bán đó điều đó thành việc không quan tâm cái việc quan tâm thực sự đó quý vị đó là cái việc bán hàng như vậy Ừ. nếu mà còn tư cách của một vị tỳ kheo thì thật sự cái việc bán hàng với những sản phẩm mà cửa hàng này phân phối để bán đó quý vị nó làm ảnh hưởng cực kỳ đến cái hình ảnh của một vị tỳ kheo xuất gia Phật làm ảnh hưởng thật sự đây quý vị nhìn đây quý vị à, bột dinh dưỡng này à, trà lá xương khỉ này trà đinh lăng này trà thảo mộc giảm cân này trà làm đẹp này rồi à, viên hoàng địa long à, trà tý tô cái này thì à, trà thảo mọt à, thưa quý vị thầy quang không cần thiết phải đi qua cái mặt mà gọi là làm kinh tế à, Thầy việc biết rằng thầy có thể uh, giải thích rằng tôi có đến hai cái khu vực cả uh, nam và nữ à tiều khi khin ti, uh, tìa kheo tăng, tìa kheo ni đúng không quý vị À, và cái tiền mà từ những cái việc bán hàng này nó có thể là một cái nguồn sống cho các cái vị à, Chư tăng ni còn đang cư trú chạy chùa của thầy. À, thưa quý vị, cho dù là có làm để giữ một cái nguồn năng à, tiềm lực về kinh tế cho nuôi sống các thầy, được quý vị, thì chúng ta cũng không thể nào dựa vào cái đó mà vi phạm à, à, giới luật giới cấm của Đức Phật mà cái chuyện đầu tiên hết đó là những cái việc mà sử dụng địa long nha quý vị để làm ra những sản phẩm này à, quý vị phải hiểu rõ rằng trong về luật pháp đó quý vị người ta cũng có thể nói rằng à, vụ à, một cái vụ án về cố xác nha quý vị trực tiếp hoặc là những vụ án mà không trực tiếp mà chỉ là gián tiếp mà thôi thì đối với cái câu chuyện của thầy Quang và những cái sản phẩm mà thầy bán đó quý vị nó thực sự là nhạy cảm và cho dù là thầy Quang chỉ là người trung gian cho thầy Quang không sản xuất gì nhưng quý vị nó cũng là một cái điều nên tránh xa à, nên tránh xa à, chúng ta thấy hai cái thái cực một á, là thầy Minh Tuệ đó quý vị là tránh xa cái đồng tiền còn ở đây đó thầy Quang đó quý vị là tìm đủ mọi cách để có được những cái đồng tiền đó để uh, nuôi gọi là nuôi chúng À, về à, ni cũng như là tăng nha quý vị à, tuy nhiên chúng ta làm gì thì làm chúng ta cũng đừng bao giờ nên phạm giới và đối với thanh việt những cái sản phẩm này dù là trực tiếp sản xuất hay là gián tiếp sản xuất thầy Quang cũng đã tiếp tay cho một số cái hành động mà được xem là không thể nào làm được đối với phật giáo và đối với những vị tỳ kheo à. thanh việt xin tạm dừng chương trình buổi tối ngày hôm nay tại đây và xin kính chúc quý vị một ngày một đêm an lành i love you